Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau qua bài tập cuối tuần 35 môn toán lớp 3. Bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về giải toán và luyện tập chung. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào làm từng bài tập. Bài 1. Viết số gồm 30.000, 2.000, 170 và 5 đơn vị. Chúng ta viết được số 32.175. B. Số gồm 10.000, 4.000, 600 và 90. Ta viết được số 14.690. Số gồm 20.000, 9.000, 80 và 3 đơn vị. Chúng ta viết được số 29.083. Số gồm 50.000 và 5 đơn vị. Ta viết được số 50.005. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học cách viết số. Ở đây người ta cho các hàng. Nhiệm vụ là chúng ta viết số gồm các chữ số của từng hàng. Để viết đúng thì các bạn cần phải xác định được các chữ số của từng hàng. Hàng nào không có, các bạn sẽ viết chữ số 0 vào đó. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Bài 2. Nối theo mẫu. Ở trong đây chúng ta thấy ý A, số 42.000 ô trống 158. Như vậy ô trống ở đây ta khuyết số hàng trăm, bé hơn 42.624. Chúng ta thấy so sánh này, 4 với 4 bằng nhau, 2 với 2 bằng nhau. Để cho hai số này bé hơn thì ô số hàng trăm phải bé hơn hoặc bằng. Ở trong trường hợp này thì chúng ta chọn, ở đây không có các số bé hơn ở hàng trăm, phải bé hơn 6. Nếu bằng 6 thì chúng ta thấy trường hợp đó là hàng chục, 5 lớn hơn 2 không được, cho nên chúng ta không chọn là bằng 6. Vậy chúng ta chỉ chọn là hàng trăm là 5 hoặc hàng trăm là 4. Ý B, số 16.379 bé hơn số 10.000 ô chống nghìn 405 và bé hơn 19.523. Ở đây chúng ta thấy chữ số hàng chục nghìn đều bằng nhau, chữ số hàng trăm, chữ số hàng nghìn ở đây là 6 ô chống 9. Vậy chúng ta sẽ điền vào ô chống chữ số hàng nghìn lớn hơn hoặc bằng 6, bé hơn hoặc bằng 9. Và sau khi điền vào, chúng ta sẽ, khi ở trong trường hợp bằng 6 hoặc bằng 9 thì chúng ta phải so sánh tiếp thêm trường hợp nữa, đó là so sánh chữ số hàng trăm xem nó có thỏa mãn không. Bây giờ trường hợp thứ nhất là chúng ta sẽ so sánh chữ số hàng nghìn. Chữ số hàng nghìn ở đây phải lớn hơn hoặc bằng 6 và bé hơn hoặc bằng 9. Vậy trường hợp nhất là bằng 6 thì ta thấy này, 16.405, ở đây 4 lớn hơn 3 đảm bảo thỏa mãn yêu cầu, và bé hơn 19.525, vậy ta có thể nối với 6. Trường hợp là 7, hàng nghìn là 7, 7 lớn hơn 6 và bé hơn 9, ta nối được. Hàng nghìn là 8, 8 lớn hơn 6 và bé hơn 9, chúng ta nối được. Trường hợp chúng ta chọn hàng nghìn là 9 thì chúng ta thấy này, hàng nghìn là 9 thì 9 với 9 bằng nhau, vậy ta so sánh nhau hàng trăm, 4 so sánh với 5, 4 bé hơn 5, vậy ta điền số 9 ở đây vẫn phù hợp. Ý C, 24.456 bé hơn 20.000 ô trống nghìn 009 và bé hơn 27.027. Vậy chữ ô trống này ở hàng nghìn. Vậy các số chữ số hàng nghìn lựa chọn được là những chữ số lớn hơn hoặc bằng 4 và bé hơn hoặc bằng 7. Trong trường hợp ta chọn
chữ số hàng nghìn là 4. Thì chúng ta thấy 4 với 4 bằng nhau 0, bé hơn 4, do đó chúng ta không thể chọn là 4 được. Và vậy thì chữ số hàng nghìn là 4 chúng ta loại. Vậy thì chúng ta chỉ chọn được chữ số hàng nghìn là 5, hàng nghìn là 6, hàng nghìn bé hơn bằng 7. Nếu ta chọn là hàng nghìn là 7 thì ta thấy hàng nghìn là 7 với 7 bằng nhau, 0 với 0 bằng nhau, 0 bé hơn 2. Vậy ta vẫn thể chọn được 7. Vậy ta vẫn chọn được hàng nghìn là 7. Như vậy là qua cách vừa rồi là chúng ta sẽ chọn chữ số cho nó phù hợp để viết vào ô trống. Các bạn lưu ý là khi chúng ta tìm được chữ số thì chúng ta cần phải chú ý được là các chữ số đó, khi ta chọn vào chữ số bé nhất bằng với cái ô trống mà chúng ta cần tìm thì chúng ta phải theo dõi thêm một cái chỉ số phụ nữa, đó là hàng nhỏ hơn. Nếu hàng nhỏ hơn vẫn thỏa mãn yêu cầu thì chúng ta chọn, còn nếu không thỏa mãn yêu cầu thì chúng ta không chọn. Vừa rồi là thầy trò chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 2. Bây giờ chúng ta chuyển sang làm bài tập số 3. Bài 3: tính giá trị của biểu thức. Biểu thức A mở ngoặc 46.800 cộng 2.345 đóng ngoặc chia cho 5. Trong biểu thức này có chữ ngoặc đơn thì chúng ta thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Để thực hiện phép tính trong ngoặc, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng và ta được kết quả là 49.145. Rồi sau đó ta thực hiện phép tính chia. Thực hiện phép tính chia cho 5, chúng ta được kết quả là 9.829. Trong biểu thức B có hai phép tính là cộng và chia. Theo quy tắc tính giá trị của biểu thức thì trong một biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia, chúng ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Do vậy ở biểu thức này các bạn thực hiện tính chia trước và thực hiện phép tính cộng sau. Phép tính nào chúng ta chưa thực hiện được thì chúng ta cần phải viết lại. Như vậy chúng ta sẽ lấy 46.800 cộng với, ta thực hiện phép tính chia, 22.345 chia 5 được 469. Ta thực hiện chia xong rồi, chúng ta thực hiện tính cộng và ta được kết quả là 47.269. Biểu thức C mở ngoặc 10.203 trừ 405 đóng ngoặc nhân 6. Biểu thức này có chứa dấu ngoặc đơn, do đó chúng ta thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Ta thực hiện phép tính trong ngoặc 10.203 trừ cho 405, ta được kết quả là 9.798. Rồi sau đó chúng ta nhân tiếp với 6, chúng ta được kết quả là 58.788. Trong biểu thức D 10.203 trừ 405 nhân 6, theo quy tắc tính giá trị biểu thức thì chúng ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Do đó phép tính nhân chúng ta thực hiện trước. Phép tính nhân là thực hiện được, kết quả là 2.430. Và sau đó ta thực hiện phép tính trừ, 10.203 trừ 2.430, ta được kết quả là 7.773. Ở trong bài tính giá trị biểu thức, chúng ta cần nắm được quy tắc tính giá trị của biểu thức. Đó là trong biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia, chúng ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Trong một biểu thức mà có chứa dấu ngoặc đơn, chúng ta thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 3. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Bài 4: tìm x. X chia cho 7 bằng 1.008 chia cho 6. Chúng ta nhìn thấy hai vế, vế bên trái và vế bên phải. Vế bên trái có chứa x thì chúng ta chưa thực hiện tính được, nhưng vế bên phải không có chứa x thì chúng ta thực hiện trước. Như vậy x chia 7 sẽ bằng 168.
Vì chúng ta thực hiện phép tính chia 1008 chia 6. Bây giờ nó trở về dạng đơn giản. X ở đây chính là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Vậy x sẽ bằng 168 nhân 7. Vậy x sẽ bằng 1176. Ý B, 1876 chia x bằng 32 chia cho 8. Ở đây chúng ta cũng thấy hai vế, một vế chữ x, một vế không chữ x. Vậy vế nào không chữ x thì chúng ta làm trước. 32 chia 8 được 4. Vậy chúng ta sẽ viết vế bên trái ta viết lại. Vậy ta sẽ có một biểu thức như sau. 1876 chia x bằng 4. X ở đây là số chia. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương. Vậy x sẽ bằng 1876 chia cho 4. X sẽ bằng 469. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tìm x. Các bạn cần phải lưu ý rằng trong một biểu thức mà có những phép tính kép như thế này thì vế bên nào mà chúng ta tính được trước thì chúng ta thực hiện trước để đưa những phép tính phức tạp về đơn giản. Bây giờ chúng ta chuyển qua bài tập số 5. Bài 5 có 8 can như nhau chứa 40 lít mật ong. Hỏi sau khi bán 6 can mật ong thì còn lại bao nhiêu lít mật ong? Các bạn thấy này, đây là dạng toán rút về đơn vị. Để biết được còn lại bao nhiêu lít mật ong thì chúng ta trước tiên chúng ta phải đi tìm xem mỗi can có bao nhiêu lít mật ong và sau khi bán đi 6 can thì còn lại bao nhiêu lít mật ong. Vậy bài toán này chúng ta có thể giải bằng hai cách. Cách 1 chúng ta giải như sau. Bài giải: số lít mật ong chứa trong mỗi can là 40 chia cho 8 bằng 5 lít. Như vậy mỗi can mật ong có chứa 5 lít mật ong. Số lít mật ong chứa trong 6 can là, vì người ta hỏi là bán đi 6 can, vậy ta thấy 5 x 6 bằng 30 lít. Như vậy 6 lít mật ong này là chứa 6 can mật ong này là chứa 30 lít. Còn lại số lít mật ong là, để muốn tìm số mật ong còn lại thì ta lấy số lít mật ong ban đầu là 40 lít trừ đi số lít mật ong đã bán đi, chính là số lít mật ong có trong 6 can. 40 trừ 30 bằng 10 lít, đáp số 10 lít. Cách 2 chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ đi tìm số lít mật ong có trong mỗi can và sau khi bán đi 6 can thì còn lại mấy can, và chúng ta sẽ đi tìm số lít mật ong có trong số can còn lại. Cách giải bài này như sau. Bài giải: số lít mật ong chứa trong mỗi can là 40 chia 8 bằng 5 lít. Còn lại số can mật ong là 8 trừ 6 bằng 2 can, vì ta bán đi 6 can, vậy ta sẽ trừ đi 6 can và còn lại 2 can. Vậy sau khi bán 6 can thì số lít mật ong còn lại là, vì sau khi bán đi 6 lít thì chúng ta còn lại 2 can, vậy ta sẽ lấy số lít mật ong có trong mỗi can rồi nhân với 2, 5 x 2 bằng 10 lít. Hoặc là chúng ta có thể trả lời ngắn gọn là số còn lại số lít mật ong là, cũng được. Như vậy cách làm, hai cách làm này chúng ta đều tìm ra kết quả là 10 lít mật ong. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 6. Bài 6: biết rằng 42 cốc được xếp đều vào 7 hộp, hỏi cần có ít nhất bao nhiêu hộp để xếp hết 250 cái cốc. Đây là dạng toán rút về đơn vị, nhưng là chúng ta cần phải tìm được mỗi hộp xếp được bao nhiêu cái cốc để biết được có bao nhiêu, cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số cốc trên thì chúng ta lấy 250 cái cốc chia cho số cốc có ở trong mỗi hộp. Trong trường hợp này là một phép chia có dư, do đó chúng ta không giải thông thường mà chúng ta phải giải theo cách giải của phép chia có dư. Bài giải này chúng ta giải như sau. Số cái cốc xếp đều trong mỗi hộp là 42 chia cho 7 bằng 6 cái. Ta có phép tính 250 chia cho 6 bằng 41, dư 4. 4 cái cốc cần có một hộp để đựng. Như vậy số hộp, vậy cần ít nhất số hộp để đựng được là, thì ta lấy số hộp cộng thêm 1. Vậy ta lấy 41 cộng 1 bằng 42 hộp. Vậy cần ít nhất 42 hộp để xếp hết 250 cái cốc. Đáp số 42 hộp.
Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 6. Bây giờ chúng ta chuyển sang làm bài tập số 7. Viết tiếp vào chỗ chấm. Năm nay mẹ 32 tuổi, con 8 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con sẽ bằng 50 tuổi. Bài này chúng ta làm như sau. Trước tiên chúng ta xem tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu. Tổng số tuổi của hai mẹ con sẽ là 32 cộng 8 bằng 40 tuổi. Để tổng của tuổi của hai mẹ con bằng 50 tuổi thì hai mẹ con phải tăng thêm số tuổi nữa là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ lấy 50 trừ 40 bằng 10 tuổi. Như vậy hai mẹ con cần phải tăng thêm 10 tuổi. Vậy hai mẹ con để tăng thêm 10 tuổi thì mỗi một năm thì con tăng 1 tuổi, mẹ cũng tăng 1 tuổi. Vậy hai mẹ con thì phải cần số năm mỗi người sẽ phải cần tăng mấy tuổi, thì ta sẽ lấy 10 chia 2 bằng 5 tuổi. Như vậy ta trả lời vào đây là sau 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con sẽ bằng 50 tuổi. Để thử lại thì chúng ta sẽ thấy như sau. Ta lấy 32 cộng 5 bằng 37, 8 cộng 5 bằng 13, 37 cộng 13 cũng bằng 50. Như vậy là vừa rồi chúng ta sẽ đã cùng nhau làm xong bài tập số 7. Bây giờ chúng ta làm sang bài tập số 8. Bài 8, viết tiếp vào chỗ chấm diện tích của hình bên là. Chúng ta thấy diện tích hình bên là một hình chữ T. Như vậy chúng ta để tính được diện tích của hình này thì chúng ta cần phải chia nó ra thành các diện tích của những hình mà chúng ta đã được học. Đó là diện tích của hình chữ nhật. Vậy ta chia hình này ra thành hai hình chữ nhật. Hình chữ nhật thứ nhất có tên là A, B, C, D, có chiều dài là 6 cm, chiều rộng là 3 cm. Và hình thứ hai là hình chữ nhật có tên là M, L, P, Q. Và diện tích của hình MLPQ này, hình MLPQ này có chiều dài là 3 cm và chiều rộng là 2 cm. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi tính diện tích của hình chữ nhật ABCD. Ta lấy dài nhân rộng, tức là 6 x 3 bằng 18 cm2. Diện tích của hình chữ nhật MNPQ sẽ bằng 3 x 2 và bằng 6 cm2. Vậy diện tích của cả hình bên này thì ta sẽ lấy diện tích của hai hình cộng lại. Đó chính là diện tích của chữ nhật ABCD và cộng với diện tích hình chữ nhật MLBQ. Ta lấy 18 cộng 6 bằng 24 cm2. Vậy số cần điền là 24 cm2. Vậy như vậy là vừa rồi thầy trò chúng ta đã cùng nhau làm xong các bài tập cuối tuần 35 môn toán lớp 3. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các em đã xem. Bấm like để ủng hộ kênh, comment để lấy ý kiến của mình. Và nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhé.